Do tính chất công việc thì mình thường xuyên phải make up và phải giữ make up rất là lâu. Chính vì thế nên mình nghĩ ra mình bị tổn thương rất là nhiều. Bản chất da mình thì rất là khỏe, nhưng mà tầm 2 tháng trước đây thì mình thấy thâm sạm đi rõ rệt này, mụn mọc dễ hơn, và đặc biệt là trong ngày đèn đỏ thì mình thấy mụn mọc nhiều hơn và để lại thâm sẹo lâu hơn. Từ đó thì mình bắt đầu sử dụng combo viên uống trắng da Glutathione White Rose và kem bôi trị nám Glutathione 7 Days. Đến giờ đã được 2 tháng rồi và mình cảm thấy hiệu quả là mình rất là hài lòng. Da mình đã khỏe lên và sáng hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì các vết thâm mụn cũng như là thâm nám đã mờ dần đi. Sau khi mình dùng combo này thì mình đã tiết kiệm được khoản chi phí kha khá cho việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da khác đấy. Có tuổi rồi, da rẻ thay đổi rất là nhiều. Da thì chảy xệ này, rồi nó trùng nhão. Cái đuôi mắt ý, thì đây là những cái vết chân chim rồi vết nhăn. Nói chung ở cái độ tuổi trung niên rồi, không quan trọng cái việc làm đẹp. Thế nhưng mà trong thâm tâm của mình ý, lúc nào cũng muốn mình trẻ đẹp, đúng không nào? Ban đầu ấy thì mình dùng chung cái viên uống của Nhật cùng mấy con gái. Nghe nói là cái sản phẩm này tốt lắm. Thì mình dùng được 2 tháng thì đúng là tốt thật. Da rẻ không còn trùng này, không còn chảy xệ, mà những cái vết chân chim ấy, vết nhăn ở đuôi mắt không còn một tí nào nữa, biến hết sạch hoàn toàn. Thì mình kết hợp mình dùng cả bộ đôi sản phẩm viên uống và serum thì đúng là hiệu quả nhân đôi. Da rẻ mình căng bóng, không còn chảy xệ, không còn những cái vết chân chim nữa. Đúng là bộ đôi thần thánh. Sau khi mà mình sinh bé thứ nhất xong thì cái làn da của mình thì cũng khá là bình thường. Nhưng mà đến khi mà sinh bé thứ hai thì bắt đầu mới có hiện tượng. Thứ nhất là da mình nám, và thứ hai là da mình sạm và đen đi. Và lúc đấy thì chị bạn mình đã tặng cho mình một bộ sản phẩm combo. Đó là viên uống trắng da Glutathione White Rose và kem trị nám Glutathione 7 Days. Sau khi mà mình sử dụng khoảng 1 tuần thì mình cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì các vết nám ấy nó đã mờ đi trông thấy. Và sau khoảng 2 tháng mình sử dụng đều đặn thì các vết nám hết hẳn luôn và nó bật tông trắng da. Mọi người xung quanh thì cứ nhìn mình bảo là vì sao mà trông con đêm thức khuya thức hôm mà da vẫn đẹp. Mình chỉ cười thôi và nghĩ rằng sản phẩm rất là tốt. Nhanh tay đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại dưới video hoặc liên hệ hotline 0822882388, website wearrose.com.vn để được tư vấn chi tiết và nhận ưu đãi tặng ngay một kem bôi trị nám khi mua 2 hộp viên uống. Cam kết đến ngay 50 triệu qua thẻ bảo hành nếu sản phẩm chứa các chất cấm và chất độc hại. Chúc chị em sớm có được sản phẩm ưng ý.